câu chuyện tình yêu đó được 100% các anh chị em bạn bè trong giới ngăn cản. Bởi vì người ta nói anh chàng ca sĩ đó là gay, anh chàng ca sĩ đó là BD, không hiểu BD là gì hết mà còn cãi. BD theo cái cách của em nghĩ là những cái người mặc đồ lòe loẹt rồi trang điểm giống con gái xong hát ở những cái đám ma đám cưới mới là BD. Xong có một cái người bạn cũng ở trong giới là người mẫu, anh mới nói rằng là nó về nó ngủ với con trai. Cái nó thì con trai ngủ với con trai thì giống như em ngủ với Thân Thí Hạ cũng đâu có sao đâu. Hồi đó thì không biết thiệt luôn á, không biết một cái gì hết. Cuối cùng là người ta nói là bây giờ em yêu nó bao nhiêu năm vậy, rồi có bao giờ nó đã có quan hệ với em chưa? Thì Xuân Lan nghĩ rằng không, ba mẹ dạy em là mình yêu nhau trong sáng vậy rồi mai mốt đám cưới thì về mới quan hệ. Thì thực ra trong đầu mình rất là vô tư và mình rất là bảo vệ anh đó. Và thậm chí thiệt sự luôn, mình nghe ở đâu đó cái câu chuyện là thí dụ uống sừng tê giác là chữa bách bệnh, bóng mà cô uống tê giác nó cũng quay trở thành trai. Thế là cũng đi năn nỉ mượn cái sừng tê giác ngoài mai bắt ảnh uống. Uống xong bây giờ ảnh thành gia lập thất với một cái anh chàng khác đang ở Mỹ sống rất là hạnh phúc. Đó, tôi nói thật với quý vị nha, cứ nghe người ta đồn bậy bạ là sừng tê giác có hiệu quả đi, đó mày xem uống và lấy chồng luôn rồi đó. Cái lúc mà bắt đầu kêu gọi cái chiến dịch bảo vệ sừng tê giác á, là sừng tê giác không khác gì móng tay con người, thì Xuân Lan mới share cái thông điệp đó lại. Thì cái người like đầu tiên mà vô comment nhiệt tình là ca sĩ Vũ Hà. Cái người chứng kiến được cái câu chuyện này đúng không? Anh Vũ Hà là cái người chứng kiến, anh Vũ Hà là cái người ngăn cản, kể cả anh Đàm Vĩnh Hưng cũng ngăn cản. Bây giờ tôi hỏi thật nè, bạn cảm nhận anh ta yêu bạn như thế nào mà bạn vẫn tin là người đó yêu mình? Chắc là vì Xuân Lan là một cái đứa rất là lì. Qua bao nhiêu lần đau khổ, bao nhiêu lần khóc, bao nhiêu lần hoang mang, bao nhiêu lần tự hỏi tại sao. Thì cho tới 3 năm sau, khi Xuân Lan đi Pháp, thì Xuân Lan thấy một cái tạp chí, người ta công khai người ta bán về gay. Thì mua được cái tờ tạp chí đó, về nhà vô phòng mở ra coi, coi xong khóc như mưa như gió 3 ngày 3 đêm không bước ra khỏi phòng. Mới hiểu là thì lúc đó mới hiểu là người ta sống thế nào, và người ta cũng câu chuyện là người ta cũng không thể yêu phụ nữ. Theo Xuân Lan nghĩ, trong 7 năm đó có bao giờ anh ấy yêu Xuân Lan không? Khi mà Xuân Lan cố gắng tin anh ấy là cái người thuộc dạng thứ ba, là anh ấy có thể yêu được đàn ông và yêu được phụ nữ, nên Xuân Lan mới cố gắng. 4 năm còn lại là mình cứ cố gắng, mình nghĩ là cái mình tấm chân tình của mình, tấm chân tình của mình sẽ giúp cho anh ấy có thể quay lại với con đường ảnh là đàn ông. Anh sẽ quay lại, anh sẽ yêu mình thật sự giống như những ngày đầu tiên. Nhưng mà sau này thì Xuân Lan mới biết một bạn cái dùng chuyện từ là như những ngày đầu tiên. Vậy thì những ngày đầu tiên anh có đó, thì đó là cái câu chuyện của những cái bày tỏ là bài hát tặng em, hoặc là những cử chỉ lãng mạn tặng em bó hoa, hoặc ngày lễ tình nhân chở em đi chơi, đi ăn kem. Thì đối với Xuân Lan đó là cái câu chuyện của yêu. Nhưng mà sau này thì Xuân Lan mới phát hiện ra là đó là cảm xúc nhất thời. Ảnh đang hâm mộ mình vì đã là mình đang là một người mẫu đang lên và rất là ấn tượng. Thì cho đến cái thời điểm cuối cùng để kết thúc cái câu chuyện đó là ảnh một lần bị tai nạn giao thông. Nhà ở dưới quê thì một mình Xuân Lan chăm sóc, chạy qua chạy lại vào bệnh viện. Nếu mà cái mạch máu nhỏ mà bị vỡ ra là tràn dịch màng não là phải mổ, và có thể sẽ trở thành một cái người bị liệt nửa người. Thì mình rất là lo. May là ảnh bình phục và ảnh không phải qua một cái cuộc giải phẫu nào. Thì khi mà ảnh bình phục, câu đầu tiên ảnh nói là ảnh đang nghi Xuân Lan bỏ bùa ảnh 7 năm. Để cho ảnh trở nên một cái người không thể nổi tiếng thành ngôi sao được.